Hồi, đến lúc rồi, ta phải thức tỉnh sau một giấc ngủ dài. Không biết thế giới bên ngoài đã trải qua những gì, nhưng ta cảm thấy vô cùng bất an. Xin chào ngươi, đất sinh tàu, ASEAN. Hả, kẻ nào to gan, dám đến tận vùng hỗn mang ta cai trị, làm loạn thế này. Ồ, sao ngươi quên nhanh vậy? Trong giấc ngủ ngàn thu lúc nãy của ngươi, ngươi đã thanh khiết cơ thể của mình, chút bỏ tà ma trong tâm của ngươi. Ta chính là thứ tà ma đó. Giờ ta tới đây, tìm ngươi để tính sổ. Không thể nào, trong người ta không bao giờ tồn tại thứ tà ma như ngươi. Chết tiệt, ngươi mau biến cho khác, nếu không ta sẽ cho ngươi tan thành mấy khói. Ồ, ngươi không chấp nhận ta. Vậy được, ta sẽ chiếm lấy toàn cơ thể của ngươi, biến ngươi thành một Pokemon đấu sáng tạo tồi tệ nhất. Hả, cái gì vậy? Không. Cấp báo, thưa chú ta, có chuyện không hay rồi. Hả, là Pichu chính xác à? Nào, nói cho ta biết có chuyện gì. Không biết loài Pokemon bóng ma, bọn chúng ăn mặc gấu hay sao đó. Hôm nay, bọn chúng tràn qua lãnh thổ của chúng ta, đòi biến nơi này thành bình địa. Chết tiệt, không phải hang ổ của bọn chúng là trong bóng tối hay sao? Hôm nay bọn chúng to gan, dám ra ngoài đây, còn định tranh giành lãnh thổ thức ăn, đuổi đầu với loại Pokemon hệ điện chúng ta. Không được, chúng ta không thể nào để yên cho bọn chúng làm loạn. Giết chết lũ Pokemon bóng ma đó, cho bọn chúng biết thế nào là lẽ đó. Được rồi, tất cả bình tĩnh. Nào, cùng ta mau tiến ra ngoài, ngăn chặn, tiêu diệt bọn chúng. Lũ chuột điện khốn kiếp, hôm nay bọn ta sẽ biến vùng đất của các ngươi thành một nơi đẫm máu và không có ánh mặt trời. Đây, các ngươi dừng lại, đừng hòng đụng tới loài Pikachu điện chúng ta. Bọn ta không thù không oán vì loài bóng ma các ngươi. Tại sao các ngươi tới đây định giết bọn ta chứ? Bọn ta tới đây không phải là vì thức ăn, nguồn nước hay chỗ ở. Đơn giản, bọn ta nghe theo lời của chúa tể bọn ta là Pokemon thần thoại rồng ma Giratina. Ngày ấy muốn chúng ta tiêu diệt hết lũ Pokemon ở khu vực này, biến khu vực này thành bình địa, không có mặt trời mọc. Chết tiệt, ủa các ngươi cùng với chúa tể của các ngươi đi hết rồi hay sao? Các ngươi không sợ sự trừng phạt của đấng sáng tạo Asiora? Bọn ta không quan tâm gì nhiều. Nhiệm vụ của bọn ta bây giờ là xóa sạch lời của các ngươi. Cho ta đi. Không. Hay lắm mọi người. Được rồi, tiếp tục chúng ta sẽ tàn sát loài mèo điện. Dừng lại đi, lũ xấu xa kia. Hả? Kẻ nào đang tới vậy? Các người to gan thật, ở vùng đất mà thần lôi điểu ta đây bảo hộ cũng dám đến làm loạn à? Tên thần điểu giám đốc, thì ra là ngươi. Ngươi sẽ phải hối hận, ngươi dám giết bọn ta. Chúa tể bọn ta là thần Giratina sẽ giết ngươi. Bóng ma còn sống, hãy đi mát chuyện này cho chúa tể của chúng ta biết đi. Thì ra là tên khốn đó dung túng cho các ngươi làm điều xăm bậy. Được rồi, các ngươi không cần phải mách lẻo gì đâu, ta sẽ trực tiếp đến tìm hắn tính sổ. Không hay rồi. Thưa chúa tể, chúng con nghe theo lời của ngài, đi giết những Pokemon hệ điện, thì có một kẻ đang ngăn cản chúng con và giết sạch chúng con. Cái gì? Kẻ nào mà to gan vậy? Chính là ta, lôi điểu giáp đớp đây, Giratina. Người thật to gan. Tại sao vùng đất nơi u ám bóng tối của ngươi không hả? Ngươi là tới đây dẫn theo lũ Pokemon bóng ma này tàn sát những Pokemon điện vô tội chứ? Thiệt ra là ngươi, lôi điểu. Ta cũng muốn yên bình sống ở những cái hang tối lắm chứ, nhưng có kẻ đã ép ta. Cái gì chứ? Ngươi cũng là một Pokemon thần thoại, ngươi thuộc hệ rồng bóng ma, ai có thể ép được ngươi? Trên đời này, những Pokemon thần thoại khác có khi không phải là đối thủ của ngươi đó. Thật sự, ta đã bị ép buộc. Nếu ta nói ra tên của hắn, chắc chắn ngươi sẽ không tin, nhưng đó là sự thật. Kẻ nào mà làm cho ngươi phải run rẩy, sợ hãi như rùa rút đầu thế kia? Là đấng sáng tạo Asiot. Mấy ngày trước, ta đang ở trong hang tối, thì hắn đã xuất hiện, nói với ta muốn biến cả thế giới Pokemon này trở thành bình địa.
bóng tối bao trùm tất cả. Bắt ta phải sai thuộc hạ của mình giết sạch và tạo ra chiến tranh giữa các loài Pokemon. Khốn kiếp, cấm mồm cho ta. Từ xấu xa như ngươi, bây giờ dám đổ thừa tất cả lên đầu của đấng sáng tạo à? Ngươi không biết rằng chính ngày ấy đã tạo ra thế giới này, chính ngày ấy đã đem công lý chính nghĩa ánh sáng tới đây. Vậy mà bây giờ ngươi nói chính ngày ấy lại là kẻ phá vỡ tất cả. Ta không bao giờ tin đâu. Mẹ kiếp, ta đã nói với ngươi rồi, chính bản thân ta cũng không thể nào tin được. Nhưng đó là sự thật. Nếu lúc đó ta cãi lời hắn, hắn sẽ giết ta bất cứ lúc nào. Cầm mơ, cầm mơ. Ta sẽ giết ngươi, rồi sau đó báo cáo tất cả chuyện này lên đấng sáng tạo. Khoan, khoan, dừng lại đi. Nếu ngươi muốn đi gặp đấng sáng tạo, ta sẽ đưa ngươi đi gặp ông ấy để phân rõ trắng đen ta có làm sai hay không. Hả? Được, được. Vậy thì chúng ta đi gặp đấng sáng tạo đi, để chính ông ấy sẽ trừng phạt ngươi đích đáng. Được, vậy thì chúng ta đi thôi. Cuối cùng cũng đã tới. Lần này, để coi thử ngươi ăn nói làm sao với đấng sáng tạo đây. Được rồi, ngươi bớt nói nhiều đi. Chưa biết thật hư như thế nào, ngươi đừng phán xét ta vội. Hả? Nhìn kìa giám đốc. Là những Pokemon thần thoại khác mà. Họ bị gì thế kia? Cái quái quỷ gì xảy ra vậy? Là Pokemon thần thoại Lugia, còn có Golden, Rayquaza, kia là Dialga. Chết tiệt, sao họ lại bị thương nằm ở đây chứ? Này, mọi người, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với mọi người vậy? Chạy đi, mau chạy đi. Hắn không phải là đấng sáng tạo. Hắn không phải. Là sao chứ? Họ nói gì mà tôi không hiểu gì cả. Giáp đốt, không hay rồi. Ta hiểu ra mọi chuyện rồi. Hèn chi mà ta cảm thấy tình đấng sáng tạo đó rất khác xưa. Không lẽ hắn đã gặp vấn đề gì đó nên đã thay đổi bản chất của mình. Này, Giratina, giáp đốt, ta vẫn là ta, là đấng sáng tạo của các ngươi đây. Còn những kẻ này không tuân theo mệnh lệnh của ta, bọn chúng phải chết. Không thế nào. Họ đã phạm lầm lỗi gì mà sao ngày lại muốn giết họ? Đơn giản, ta muốn biến thế giới hiện thực Pokemon thành một thế giới tăm tối chết chóc. Mà bọn chúng to càng dám cãi lại lời ta, còn cùng nhau hợp tác để đánh lén ta. Cũng may ta phát hiện, cho bọn chúng một bài học. Giáp đơn, bây giờ ngươi đã biết ta không lừa ngươi rồi chứ. Nhưng khoan, ta cảm nhận tình đấng sáng tạo này không phải là ngày ấy, mà là một kẻ giả mạo. Một tiếng lên tấn công hắn đi, để coi thử hắn chính là ai. Tôi biết rồi, thứ này chắc chắn không phải là đấng sáng tạo mà chúng ta tôn thờ, là một thứ độc địa xấu xa nào đó. Chết tiệt, rốt cuộc ngươi là kẻ nào? Lại thêm hai kẻ không biết điều. Ta đã nói với các ngươi biết bao nhiêu lần rồi, ta là đấng sáng tạo, ta đã tạo ra thế giới này. Bây giờ ta muốn hủy diệt nó, đó là niềm vui của ta. Không thể nào, không thể nào. Đấng sáng tạo không bao giờ xấu xa như ngươi đâu. Giáp đơn, ăn mạnh quá. Cậu mau chạy đi. Đi tìm cứu viện giải cứu thế giới này. Tôi sẽ ngăn cản hơn. Nhưng bây giờ biết đi tìm ai để giải cứu thế giới này? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà mau chạy đi. Hãy tìm cách giải cứu thế giới này. Chỉ có cậu là cơ hội cuối cùng của chúng ta thôi đó. Chạy nhanh đi. Được rồi, tôi đi đây. Lũ chết tiệt, các người to gan dám chọc điên ta. Chết đi, khốn kiếp. Ta sống trên đời chưa bao giờ làm được chuyện tốt. Hôm nay ta sẽ quy tất cả muôn loại Pokemon, ngăn cản ngươi, không cho ngươi làm chuyện sạm bậy.